Chào mừng các bạn đã trở lại với Roblox. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn trở thành một người tiều phu đốn củi để sở hữu cho mình những cây rìu siêu VIP trong trò chơi này. Rất mong các bạn xem video, hãy giúp mình nhấn nút đăng ký kênh và like cho video để ủng hộ mình. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng theo dõi hành trình của mình. Let's go! Đây rồi, mình đang có cho mình những cây gỗ đầu tiên rồi. Cây này là cây thông, mình đang chặt nó. Ồ, đây rồi. Wow, cái ba lô của mình hiện giờ đang chỉ có chứa được 10 cái khúc gỗ thôi. Xem mấy cái cây này có thể chặt được không. Mình không cần phải đi xa lên trên kia nữa. Ồ, không chặt được rồi, không chặt được. Như vậy là mình chỉ có thể đi lên trên này thôi. Đây là cái bảng nâng cấp. Ồ, nâng cấp rìu, nâng cấp cánh sẽ giúp cho mình tăng cái sức chứa lên. Ồ, mình nâng được rồi, nâng lên cánh cấp 2 rồi. Ôi, cánh cấp 2 này cánh tàng hình nè, mình không thấy cái cánh của mình luôn. Ồ, cánh cấp 2 này là cái cánh bướm, nhưng mình không thấy nó. Ồ, cây này là cái gì đây? Berry boot. Bây giờ mình chặt cây thông này đi. Cây thông nó chặt nó dễ hơn, nó nhiều gỗ hơn. Ôi, lại đầy ba lô nữa rồi. Ba lô hiện giờ đang có chứa 40 cây gỗ thôi. Để xem cái cánh. À, mình sẽ nâng lên cái rìu cấp 2 luôn. Đây rồi, cái rìu cấp 2 chặt cho nó nhanh hơn. Đây rồi, bây giờ mình sẽ nâng cấp lên cái cánh cấp 3 để nâng cấp cho thêm cái ba lô của mình. Wow, cánh cấp 3 của mình đây chỉ là một cành cây thôi. Nãy giờ cứ mãi lo chặt cây thôi. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng trong đây, mình khám phá xem có những cái gì trong đây. Đây là gì đây? Ồ, như đây là những cái người được xếp hạng thì phải. Bên này là xếp hạng gì nữa đó mình không biết luôn. Nhiều chữ quá. Chữ nhỏ quá mình không đọc được. Wow, có nhiều người xếp hạng ở đây. Còn đây là gì đây? Còn nhiều chỗ lắm. Nhà này không vào được. Đây là còn một chỗ xếp hạng nữa này. Còn phía bên này hình như là những cái cánh cổng mình qua những cái bản đồ mới thì phải. Phía đằng sau kia. Đây còn nhiều chỗ đấy. Rồi bây giờ mình đã có 330 rồi. Ồ, mình sẽ nâng lên cái cánh cấp thứ 4 rồi. Wow. Ồ, cánh của mình bây giờ đã rất là đẹp luôn. Wow, cánh cấp 4 rất là đẹp. Rồi sức chứa bây giờ là 600 luôn. Mình có thể chứa 600 khúc gỗ. Ôi, mới đốn rồi có 2 cây mà mỏi tay luôn ạ. Ôi, như vậy là mình có thể đốn 4 cây là được 600. Đốn đến 600 khúc gỗ là mình mỏi tay luôn ấy. Bây giờ về bán thôi. Wow, được 630 luôn. Bây giờ mình sẽ qua mình nâng cấp. Nâng cấp rìu lên. Wow, nâng cấp lên cái rìu cấp 4 luôn. Wow, rìu của mình bây giờ chặt rất là nhanh đấy. Đây là hình cái rìu của mình. Wow, cái rìu của mình nè. Đó. Rồi bây giờ cái rìu của mình sẽ đã mạnh lên rồi. Tiếp tục lên thôi. Rồi bây giờ mình chỉ cần vài phát chặt thôi. Cây thông này đã đầy rồi. Wow, cần vài phát chặt thôi cây thông này đã ngã rồi. Rất nhanh đầy ba lô thôi. Ôi, bị rơi rồi. Ôi. Rồi sao bây giờ? Ôi, rơi mất rồi. Ôi, đâu đây? À. Ôi. Ô, đấy là một cánh cổng. Lại rơi nữa rồi. Ôi, mình rơi, mình đã trở về cái cánh cổng này rồi. Cánh cổng này là nơi mình có thể đi qua đi lại được. Rồi, đây rồi, về bán thôi. Wow, mình đã được 2k rồi. Quay thanh niên kia làm gì vậy? Quay vòng đi. Quay hay vậy ta? Mình không quay được luôn. Xem, ở đây những cánh cửa này mở như thế nào đây? Ồ, cánh cửa này mở này, 900 này. Còn bên đây là 5 triệu à. Ôi, cánh cửa này 170 tỷ á. Ui, sao mắc thế? Sao mà mua nổi? Cánh cửa này 900, wow, mình mở được rồi. Wow. Ồ, cánh cửa này
có những cái cây rất là lạ luôn. Bọn mình ra, mình đã qua một thế giới mới rồi. Không biết những cái cây này có tên gì đây? Để xem cây gì đây. Gigante à. Ui cây gì mà lạ thế. Wow cây này có rất là nhiều gỗ luôn. 62k. Ôi ôi chặt tính bao giờ đây. Chặt máy không hết à. Cây này chặt rất là lâu đấy. Mình cần phải có một cây điều mạnh hơn nữa. Ôi đây rồi. Về bán thôi. Ôi mới được có 1k7 thôi. Ồ đây là cánh cổng. Ồ đây đây có cánh cổng, mình nhảy qua đây được nè. Qua đây nó nhanh hơn. Đi bằng cánh cổng nó rất là nhanh. Không cần phải chạy bộ nữa. Ở đây chặt mấy cây thông cho nó nhanh. Hay rồi, bây giờ mình đã có 2k3 rồi. Mình bây giờ mình sẽ vào nâng cấp thôi. Nâng cấp lên cái cánh tiếp. Ồ, bây giờ mình có cái cánh trắng rồi. Wow, cánh bướm rất là đẹp luôn. Bây giờ sức chứa của mình là bây giờ là 3k rồi. Ồ, mình sẽ qua bên cái mắt mới này, mình farm chặt bên này. Ồ, mình sẽ chặt cái cây nhỏ nhỏ này. Ồ, cây nhỏ nhỏ này có 300 thôi. Rồi xong rồi, mình đã bán được thêm một lần nữa rồi. Giờ mình đang có 6k, mình sẽ nâng cấp rìu lên. Ui 11k. Wow, cái rìu của mình đã được nâng cấp rồi. Đây là hình cái rìu của mới của mình. Cái rìu đó. Đây, bây giờ mình sẽ qua đây mình chặt. Rồi bây giờ mình đã có 13k rồi. Nâng cấp thôi. Wow, mình sẽ nâng cấp thêm một cái rìu nữa. Cái rìu cấp 6. Ồ cái rìu cấp 6 này nó đang có sức mạnh là 300. Mỗi một lần chặt là được 300 cây gỗ ấy. Đây bây giờ qua đây mình chặt rất là nhanh đây. Cái này bao nhiêu đây? 300 à? À một phát là có ngay 300. Cái này bây giờ chỉ còn một phát thôi. Ui chưa chặt được nữa. Đây chặt hai phát. Đây, bây giờ cái túi của mình bây giờ 3k là chặt rất là nhanh luôn. Bây giờ mình sẽ kiếm tiền, mình nâng cái túi này lên. Đây rồi, bây giờ mình đã có 11k rồi. Bây giờ sẽ nâng cấp cái chỗ giữ chữ gỗ lên. Lên cấp 6, wow, được 18k luôn. Từ 3k nâng lên được 18k luôn. Quá hay luôn. Wow, cái cánh đây là cái cánh đại bàng nè. Hay quá, cái cánh mình đổi được cánh mới rồi. Cánh đại bàng nhìn rất là ngầu luôn. Đây, bây giờ mình đã có thể dự trữ được nhiều hơn rồi. Ôi, cây này xem. Ôi, cây này chặt tới bao giờ đây? Lâu quá. Ôi, cây này chỉ có 1k rưỡi thôi. Mình có thể chặt được cây này nè. Rồi, bây giờ mình đã có 90k rồi. Sao bây giờ sẽ nâng cấp cái nào đây? Nâng cấp rìu hay là nâng cấp cánh đây? Ôi, 90k. Biết nâng cấp cái nào đây? Đang phân vân. Mình nghĩ là mình nâng cấp cái rìu để sẽ chặt nhanh hơn nữa. Ôi, từ 90k mà lên 830k. Wow, mắc quá. Đây rồi, bây giờ mình sẽ về mình bán. Wow, được 90k rồi. Tiếp tục nâng cấp cánh thôi. Lên cánh, lên sức chứa cho mình. Wow, lên được 126k. Wow, cái cánh này rất là đẹp luôn. Wow, cánh lung linh luôn. Bây giờ mình đã có 881k rồi. Bây giờ mình sẽ vào trong cái nâng cấp. Nâng cấp thêm cây rìu này lên. Cây rìu lên cây rìu cấp 8. Cây rìu cấp 8 chúng ta sẽ một phát chặt chúng ta sẽ được 13k gỗ. Wow, đây là cây rìu tím của mình. Đây rồi. Wow, thanh niên này có một đôi cánh đẹp quá. Ôi, không biết bao giờ mình mới có được cái đôi cánh đó đây. Tiếp tục chặt thôi. Đây rồi, vừa rồi mình đã nâng cấp nhiều. Còn bây giờ mình sẽ nâng cấp lên cái cánh tiếp theo. Cái cánh này 830k. Mình sẽ lên cái cánh thứ 8. Wow, cánh cấp 8.
Đâu cánh cấp 8 đâu? Wow, cánh cấp 8 đại bàng dài hơn nữa. Wow, cánh đại bàng còn dài hơn nữa. Ồ, cái điều này là 8 triệu à. Mình muốn nâng cấp lên nữa, mình phải có 8 triệu. Wow, cánh đại bàng rất là đẹp luôn. Wow, cánh càng ngày càng to hơn. Sức chứa bây giờ là 1 triệu rồi. Mình có thể chứa được 1 triệu gỗ. Hiện tại bây giờ mình đang có 14 triệu. Mình nghĩ là mình sẽ nâng cấp cây rìu lên cấp 9. Rồi, nâng cấp xong. Wow, cây rìu cấp 9 bây giờ nó thành một cái cây gì rồi. Wow, rất là đẹp luôn. Wow, đây là cây rìu rất là đẹp. Bây giờ cây rìu này chặt một cái là được 110 ca gỗ. Wow, như vậy là mình đã nâng cấp nhanh hơn. Wow, mình mở được cái cánh cổng mới luôn. Hay quá, mình sẽ qua cánh cổng mới. Oh, cánh cổng mới này có rất là nhiều nấm. Oh, cánh cổng mới này nó chỉ toàn là nấm thôi. Oh, có những cây nấm rất là to luôn. Oh, có những cái người kia đang chặt cây nấm to. Không biết cây nấm to nó được bao nhiêu gỗ. Đâu, cây nấm này, oh, 50 triệu gỗ rồi hả? Trong khi đó mình đang có thể chứa được có 1 triệu gỗ thôi. Wow, chỉ cần vài đường chặt thôi mình đã có đủ 1 triệu gỗ rồi. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ nâng cấp thêm cái cánh nữa. Nhưng mà mình chưa có đủ tiền. Bây giờ mình đã có đủ tiền để nâng thêm cái cánh này lên rồi, để tăng sức chứa lên. Rồi, lên rồi. Wow, bây giờ sức chứa của mình là 8 triệu rồi, 9 triệu rồi. Ui, xem cái cánh của mình này. Ui, đúng là cái cánh của ở trong rừng nấm mà. Cánh nhìn quá xấu luôn. Cái cánh đen xì luôn. Không ra một cái cánh gì hết. Nó giống như là một cái cây nấm vậy. Ôi đây rồi, mình vừa nâng cấp lên một cái cánh tiếp theo nữa rồi. Ồ, cái cánh này là cánh dơi. Mình đang bắt đầu mà qua một cái cánh khác nữa rồi. Đây là cánh dơi nha. Quá đẹp luôn. Ồ, cái cánh của mình là cánh cấp 10 rồi. Wow, cái cánh tiếp theo là sẽ là 1 tỷ. Wow, quá là mắc. Bây giờ mình sẽ nâng cấp cái rìu lên. Cho cái rìu của mình chặt nhanh hơn nữa. Ồ, cái rìu của mình bây giờ chặt là 910k. Wow, cái rìu của mình đang chuyển sang màu xanh rồi. Cái rìu băng à. Wow, rất là đẹp luôn. Wow, bây giờ mình sẽ nâng cấp lên gì đây? Ôi, mình sẽ nâng cấp lên cây rìu. Wow, ui, cây rìu của mình đang chuyển thành màu đỏ rồi. Ồ, cây rìu của mình bây giờ chỉ cần một phát chặt thôi là mình đã chặt được 10 triệu gỗ. Ồ, chỉ cần vài đường chặt thì mình đã đầy ba lô rồi. Đi chặt thôi. Rồi, bây giờ mình đã có đủ tiền để nâng cấp cái cánh tiếp theo rồi. Wow, cái cánh cấp 10. Ôi, mình lên được cái cánh cấp 10 rồi. Wow, cánh cấp 10 rồi, cánh dơi rất là bự luôn. Ồ, cánh dơi này rất là đẹp. Wow. Wow, sức chứa bây giờ của mình là 1 tỷ. Wow, mình đã chứa được rất là nhiều gỗ luôn. Ôi, bây giờ mình đã farm được 14 tỷ rồi. Bây giờ mình sẽ lại mình nâng cấp cái gì đây?
Wow, đây là cái hình của mình. Cái cây rêu màu đỏ và cái cánh màu đỏ luôn. Giờ có 14 tỷ, bây giờ không biết nâng cấp cái gì đây. Xem trong này nó có gì nữa này. Ồ, cái cánh cổng này nó đẹp quá. Ồ, đây là những cái map tiếp theo, những cái map đảo, những cái đảo này. Ồ, trong đây có 10 đảo. Ôi, mình chỉ mở được có 3 đảo thôi. Mình sẽ nâng cấp cái rìu. Mình nghĩ là mình sẽ nâng cấp cái rìu lên 14 tỷ. Ồ, cái rìu cấp 12 rồi. Wow, cái rìu của mình giống như cái đồ long đao vậy đó. Ồ, mình nghĩ là nó không giống đồ long đao, nhưng mà nó giống cái lưỡi hái của thằng chết hơn. Wow, nhìn rất là to luôn. Ồ, wow, nhìn đẹp quá. Nhưng mà nó không biết nó là cái hình gì luôn. Đấy, như vậy là cái rìu của mình bây giờ đã tăng lên sức mạnh lên là 120 triệu rồi. Đấy, bây giờ mình chặt một phát là 120 triệu gỗ luôn. Ồ, mình chỉ cần chặt vài phát thôi là nó đã có được 1 tỷ rồi. Thôi, video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng video của mình ngày hôm nay. Hãy giúp mình bằng cách nhấn nút đăng ký kênh và like cho video để ủng hộ cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.